Như vậy là chúng ta xuất sắc. Hiện tại đang rất là vui vì sao? Vì có trong tay một cái vé vào chung kết. Trước sau chỉ có một là quán quân, hai là á quân thôi. Và tiền thưởng đã công bố rồi. Bây giờ sẽ là phần đặc biệt, lấy thêm một ít về đổ xăng, mua sữa cho các con, mua sữa cho mẹ hoặc cho gia đình, mua quà cho các bạn đó. Thì luật thì đã biết rồi. Thì 60 giây để đưa ra 20 đáp án liệt kê ra, sau đó đúng hết 20 đáp án thì mang về 80 triệu đồng tiền thưởng rất cao. Ai là người đầu tiên bước chân lên chỗ đó đập tay vào giành quyền trả lời, sau đó người tiếp theo cứ liên tục như vậy. Nếu người tiếp theo họ không biết thì mình nhắc nhưng mà không được giành cái lượt đó. Ok. Kể tên 20 bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phép lưu hành. Diễm Thưa, Tình Cha. Cái gì? Tình Cha của anh Ngọc Sơn. Trịnh Công Sơn. Diễm Thưa. Cát Bụi. Cát Bụi lên. Cát Bụi. Nước tan ngậm ngùi. Cái gì? Phải. Đường xưa đã khép. Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn. Anh chịu. Cái này anh chịu thật sự. Trịnh Công Sơn. Đêm thấy ta là thác đổ. Trịnh Công Sơn. Trời ơi, chết rồi. Trịnh nhạc Trịnh. Chịu. Cái này anh chịu. Không cần thời gian nữa đâu, thưa quý vị. Không cần thời gian nữa đâu, thưa quý vị. Vì họ đã dừng chơi rồi. Họ đã dừng chơi rồi. Có thể đổi chủ đề. Cái này quá khó, thật sự. Trang đổi chủ đề lần cuối được không? Xin thưa quý vị thân mến, như vậy là những người chơi của chúng tôi là những người K-pop, hoặc là nhạc trữ tình, hoặc là nhạc lãng mạn. Không biết nhiều về nhạc của cố nhạc sĩ lừng danh Trịnh Công Sơn, người mà đi vào huyền thoại của âm nhạc Việt Nam. Rất là tiếc ha. Các bạn không hoàn thành được 20 đáp án, rất là tiếc. Mời các bạn lên đây. Các bạn không sao hết, vẫn mang về được giá trị tiền thưởng là 15 triệu đồng. Đây là voucher của